Rồi hello anh em nha, nay mình lại tiếp tục làm clip nữa nghe anh em. Mấy em gà đi đám quá trời, tụi em nghỉ không nghe anh em, quá trời đám luôn. Nó giữa giữa từ tháng 5 trở lên là bắt đầu đám quá trời luôn anh em ơi. Rồi, đó là chưa hôm nay là mình chia sẻ cho anh em về cái việc mà cái cam giảm áp này nè. Mấy em gà là mình cứu rất là nhiều cho anh em nha. Đó, nhiều anh em mà mua cái những cái đầu bò mà Trung Quốc về là ưa bị lắm nghe anh em. Nói chung á, là những cái cam zin nó cũng bị nữa, lâu lâu cũng bị nữa, nhưng mà cái cam zin là lâu lâu cũ nó mới bị, nó bị hư cái cam giảm áp đó nó mới bị nghe anh em. Đó thì cam giảm áp này á, là nó có chức năng là để khi mà mình đề lên nó đừng có cho chả đề nghe anh em. Đó thì đối với những cái cam độ cũng không có xài này nghe anh em. Không có xài cam giảm áp này để mấy em gà mình cứu rất là nhiều cho anh em này ha. Đó, anh em mua cái hàng mới mà về anh em gáp vô á là nó bị kêu. Đó, gáp vô nó bị kêu nha. Thứ nhất bị kêu, thứ hai là bị đội cò nghe anh em. Nó chỉnh cò cỡ nào trơn mà cũng bị đội. Nhưng mà nếu mà anh em mà biết ý nha, khi mà anh em mà cái để hồi mình đâm sâu vô trong kia. Đó, đâm sâu vô tí xíu là mình chia sẻ cho anh em. Thì lúc đầu á thì khi anh em gáp vô á mà nó bị kêu, nó bị đội cò hoài á, thì thứ nhất á là anh em phải trả nó cầm cái ba chia hay đầu 14 gì đó mình bỏ vô qua lăng. Nó thường thường mà mình quay á, mình quay tới gì để mình chỉnh cò này kia phải không, anh em trả ngược lại vòng nó trả mà cái tay anh em lắc 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 gì nè, đó là nó sẽ qua bên khỏi cái gói cam này rồi, giảm áp này rồi, thì anh em chỉnh cò nó sẽ ok hơn đó. Khi gáp á là anh em phải gáp vô kỹ. Cái thứ hai nữa là cái mắt kính này nè. Đây, cái mắt kính này nó có cái cửa nè, anh em thấy cái cửa ở trong không? Để mình gom vô lên cho anh em xem. Mém gà mình cứu rất là nhiều cho anh em mà nghe anh em. Đó, anh em nói chung là cũng không phải mua hàng bên mình nữa, mà mua hàng bên mình gì cũng vậy thôi, cái đầu nó đã bị vậy rồi, nó bị vậy rồi. Là không phải tại cái đầu bò nghe anh em, là tại cái cam giảm áp này nè. Đó là anh em thấy cái trong cái mắt kính này, cái mắt kính này nó có cửa nè, anh em thấy không? Đó, để mình rút ra cho anh em xem luôn. Là khi mà gáp vô rồi á là anh em phải thử ở ngoài mới được. Đó, thử ở ngoài mình nhìn ngó này kia mình xem á là nó có bị đụng vấn đề gì hay không. Đây cái mắt kính này. Đó, cái mắt kính này nè. Là anh em thấy cái cửa này không? Đó, cái cửa này nhiều khi á là những cái đồ Trung Quốc này kia, đồ Đài Loan cũng bị nó nghe anh em, lâu lâu cũng bị nó nha. Đó là nó dài. Đó, nó dài nó gây ra tình trạng á là nó sẽ cắn vô đây. Đó, cắn vô chỗ cái mà ra giảm áp này thì gây ra cái tình trạng là khi anh em nổ máy nó sẽ kêu nhẹ và nó sẽ bị hụp luôn. Anh em lên lớn là hụp, cho dù anh em kiểm tra bình xăng, kiểm tra lửa này kia đầy đủ, nhưng mà nó bị cái vấn đề này nó vẫn bị hụp nha anh em. Cái đó tình trạng là mình gặp rồi và mình đã cứu rất là nhiều cho những mà bạn mới vào nghề nha anh em. Cảm em gài cứu rất là nhiều nha. Đó, bởi vì bữa nay mới quay cái clip này để chia sẻ cho anh em, thì khi anh em gáp ở ngoài vô rồi anh em phải coi kỹ xem á là cái cửa này á là nó có chổi vô đây hay không. Đó thì anh em lấy ra mài tí gì lại cho mình, không sao nghe anh em, nó không có dụ cái lò xo ở trên đây nha. Anh em mài lại tí, mình bị hoại gì đó nên là mình biết. Đó, anh em mài lại tí là ok. Khi gáp vô á, khi gáp vô mà cái mắt kính này á là nó phải là hỏng trên tí xíu chứ nó không có được đè cái mà gói cam giảm áp ở dưới nghe anh em. Đây đó, để mình gọi đèn pin vô cho anh em xem. Đó, nó phải hỏng tí, nói chung là nó phải có một cái độ hỏng chứ nó không có được là đè lên cái gói cam giảm áp đó. Nếu mà đè lên rồi là nó sẽ bị hụp, nó bị kêu nữa, tại vì khi mà nó đè lên rồi gói cam cứ chạy nó, cái cam cứ chạy mà cái này nó cứ nằm chỗ hoài, nó nằm nó đè xuống rồi là gây tình trạng là nó bị hụp nghe anh em. Đó là anh em á, khi mà gáp mà có những cái gói cam giảm áp này á, thì anh em á là phải coi kỹ này kia, không thôi nó giật mình te tua luôn á, không phải giỡn chơi đâu. Đó. Đừng có nghĩ đồ mới này kia là không bị nha anh em, vẫn bị đàng hoàng. Còn cái thứ hai nữa là anh em mua về mà anh em chỉnh cò này kia mà nó không hết nữa, nhiều khi là cái này nó bị hư, anh em cứ đóng ra bỏ. Đó, cứ đóng cái bật đèn ra bỏ là ok. Cái này nó vướng cái dĩa cam lại, để mình mở ra cho anh em xem. Mở ban ốc này ra cho anh em xem nè. Thì mình cứ đóng ra bỏ không sao hết trơn nha anh em, cái xe độ đó mình có xài tới đâu, cứng quá anh em ơi. Nói chung á là anh em đóng cái này ra bỏ vẫn được nha. Đó, anh em đóng bỏ cái này đó nè, nhiều khi mà nó bị lỗi bị cứng là nó bị chổi lại anh em. Đó nè anh em thấy không, nó khi mà cam quay tới
là nó phải có cái chế độ này nè, thấy không? Nó chỉ trả 1 triệu thôi nghe anh em, mới gọi là cam giảm áp nha anh em. Đó, để khi đề nó đừng bị trả đề nè, nó chỉ có 1 triệu một là quay được nghe anh em, chứ chiều tới thì quay không được nha. Đó, mà nhiều khi là cái gói này nó bị lỗi thì anh em cứ đóng ra bỏ cho mình, xài bình thường không thành vấn đề nha anh em. Đó, cứ đóng ra bỏ. Còn anh em nào muốn xài ok thì đem ra coi nó bị vấn đề gì rồi chỉnh lại nha anh em. Nhiều khi độ mới nó cũng bị lỗi nó nghe anh em. Đó, dưới nó chổi cái mắt kính hồi nãy á, là nó sẽ gây ra tình trạng là bị hộp nghe anh em. Đó, nó hộp nó kêu khó chịu lắm. Anh em chỉnh cò cỡ nào cũng vậy hết trơn. Đó, mài lại cho mình ha, mài lại một tí là ok. Rồi cái bộ này á, là bên mình đang bán full cái bộ này á, là 100cc lồng đóng số 49 nha anh em. Là anh em có mua thì liên hệ trong fanpage dưới phần mô tả video này ha. Và là từ đầu clip mình sẽ để cái địa chỉ của mình ở trên video. Rồi anh em nào ở gần thì lại muốn lợi thì mình làm thì làm ha anh em. Đóng 49 trăm nha. Trăm đóng số 49. Đó. Đó. Bạc bê tông ok luôn nha anh em. Đó, chọn bộ nó còn nhiều lắm nha anh em, tại vì mình lấy cái đầu này ra mình chia sẻ cho anh em. Đó, mấy em gầy đi đám quá trời luôn anh em ơi. Bắt đầu tuần sau mình sẽ làm clip lại đều anh em ơi. Đi đám rồi ăn nhậu này kia mệt quá anh em ơi. Quá trời luôn. Rồi tạm biệt anh em nha. Anh em chú ý về cái phần này để không thôi nữa giật tay tôi nha. Đồ mới cũng bị giật nữa nghe anh em, chứ không phải giỡn đâu khi nó bị lỗi nha.